Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày 2 tháng 4. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Hà Nội nắng nóng liên tiếp, mức nhiệt cao nhất 37 độ. Nguy cơ cháy hàng nghìn hecta rừng Cà Mau. Thời tiết châu Âu nóng bất thường nhiều tháng liên tiếp. Thưa quý vị, dự báo Hà Nội sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2024 với mức nhiệt cao nhất 37 độ C. Đợt nắng nóng này tại Hà Nội khả năng kéo dài đến ngày 4 tháng 4. Theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông. Thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ít mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt khu vực Hà Nội cao nhất ban ngày khoảng 34 đến 37 độ, ban đêm từ 24 đến 27 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ là từ 13 đến 15 giờ hàng ngày. Dự báo ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó gồm thủ đô Hà Nội, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4 tháng 4. Từ 5 đến 6 tháng 4, khu vực này khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời dịu mát. Các chuyên gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 4. Thủ đô Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thành phố Vinh ít mây, trời nắng nóng, đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Thành phố Huế ít mây, trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Thành phố Đà Nẵng ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thưa quý vị, nắng nóng khô hạn kéo dài đang làm hơn 33.500 ha rừng của tỉnh Cà Mau có nguy cơ cháy rất cao, trong đó có hơn một nửa diện tích rừng đang ở mức cảnh báo cháy cấp 4, cấp nguy hiểm và khoảng 1/4 diện tích nguy cơ cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các chủ rừng địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định. Chỉ đạo rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, qua đó chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp nhằm ngăn ngừa không để tiếp tục xảy ra cháy rừng. Tháng trước tại đây cũng đã xảy ra vụ cháy rừng tại thửa đất của 3 hộ dân thuộc ấp 16, xã Khánh An, huyện U Minh, diện tích thiệt hại 1,5 ha rừng tràm 5 năm tuổi. Không chỉ Cà Mau, hiện nay gần như toàn bộ khu vực Nam Bộ đều đang cảnh báo cháy rừng ở hai cấp cao nhất, mà trong đó ít nhất một tuần tới, thời tiết vẫn nắng khô, rất dễ bùng phát cháy rừng. Người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và gần rừng. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Bloomberg cho biết, phần lớn châu Âu sẽ trải qua nhiệt độ cao hơn bình thường vào tháng 4, tiếp tục xu hướng nhiệt độ cao kỷ lục nhiều tháng liên tiếp. Các nhà dự báo thời tiết cho hay, so với những nơi khác ở châu Âu, Đức, Bỉ, Hà Lan, Áo và Italy sẽ có nhiệt độ đạt mức cao nhất trên mức trung bình lịch sử. Trong khi đó, thời tiết ở Anh, Ireland sẽ tương ứng với mức nhiệt thông thường. Mùa đông đặc biệt ôn hòa trên khắp châu Âu làm giảm nhu cầu sưởi ấm và đẩy giá điện cũng như giá khí đốt xuống. Theo cơ quan quan sát trái đất của châu Âu, nhiệt độ toàn cầu tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới. Với tháng 2 năm nay là tháng thứ 9 liên tiếp được ghi nhận là tháng nóng nhất trong lịch sử ghi dữ liệu. Dự báo các điều kiện thời tiết đặc trưng của bão xuất hiện nhiều hơn trong đầu tháng 4 và dịu dần theo từng tuần. Các nhà khí tượng học nhận định nếu quá trình chuyển tiếp này cần nhiều thời gian hơn, nhiệt độ ở châu Âu có thể thấp hơn ước tính trước đó. Nhu cầu yếu hơn cùng với việc sản xuất năng lượng mặt trời mạnh mẽ khiến một số giờ giá điện giảm xuống dưới 0 ở khắp châu Âu. Tại Tây Ban Nha, sản lượng năng lượng mặt trời đạt mức kỷ lục khi mà giá điện giảm tới gần mức thấp nhất trong 10 năm vào đầu tháng 3. Khi mùa hè đang tới gần, nhiệt độ tăng lên, nhu cầu làm mát có thể thúc đẩy việc sử dụng điện, dù việc này thường xuyên xảy ra vào cuối mùa và chỉ giới hạn ở Nam Âu. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên 3 miền trong hôm nay mùng 2 tháng 4. Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Thưa quý vị, đến đây thời lượng chương trình đã kết thúc. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối hôm nay, ngày 2 tháng 4. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.